sáng nay, đài phát Thanh và truyền hình thừa Thiên Huế, cụm trường cùng thi đua khu vực bắc miền Trung của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đài phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và chủ nhà thừa Thiên Huế. Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, nhưng tập thể cảng bộ nhân viên, người lao động các đài phát Thanh truyền hình cùng thi đua số 4 đã hăng hái thi đua, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân trên từng địa bàn. Các đài phát thanh truyền hình trong cùng thi đua đã chủ trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, các tác phẩm báo chí có nhiều đổi mới về mặt nội dung cũng như hình thức và quy được vai trò định hưởng dư luận. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng đạt nhiều giải cao tại cả kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc và giải báo chí quốc gia. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đài phát thanh truyền hình đã chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chương trình trong xu thế phát triển mới. Hội nghị lần này cũng đã tiến hành bình xét thi đua và đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua cho đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, tặng bằng khen cho đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh và Nghệ An. Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế cũng đã chuyển giao đơn vị cụm trưởng cùng thi đua số 4 năm 2021 cho đài phát thanh truyền hình Nghệ An.